Xin chào anh em, rất vui vì được gặp anh em tại video của kênh đồng hồ chính hãng Catwatch. Và ngày hôm nay, bên mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Tissot với tình trạng còn rất là đẹp và bên mình cũng vừa mới về thôi. Và chiếc này thì cũng khá là hiếm trên thị trường rồi. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau thông qua video của kênh đồng hồ chính hãng Catwatch và cùng nhau trải nghiệm qua cái sản phẩm mà mình muốn giới thiệu cho anh em. Thì sản phẩm mình muốn giới thiệu cho anh em qua video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một chiếc Tissot thuộc dòng Tissot Gentleman thuộc bản Silicium. Đó, với cái tông màu ở đây là tông màu xanh ngọc rất là đẹp. Đó, green. Rất là hiếm trên thị trường. Và chiếc này thì bên mình cũng vừa mới về thôi. Nhưng mà mình sẽ lên video ngay cho anh em để chúng ta thấy được cái độ nóng cũng như là cái độ hot của sản phẩm dòng Gentleman này. Đó, trước đây thì của bên mình sẽ có tình trạng là hàng đã qua sử dụng mà còn full box đầy đủ các phụ kiện cho anh em. Anh khách của bên mình thì trước kia mua với tình trạng là hàng new, nhưng mà anh có nhu cầu lên đời, thế nên là anh đã để cho bên mình một chiếc Tissot Gentleman với tình trạng còn đầy đủ và đẹp như thế này. Em nói thì còn đẹp 98% mà còn full box đầy đủ các phụ kiện. Đó, rất là đầy đủ cho anh em. Chiếc Tissot Gentleman này thì sẽ có size mặt là size 40mm. Và với cái phần thiết kế càng thì sẽ là hơi dài một chút, thế nên là anh em có cổ tay tầm khoảng từ 16 trở đi thì chúng ta sẽ sở hữu những cái size mặt như này, cũng như là với cái thiết kế khỏe khoắn của chiếc Gentleman đem lại. Đó, anh em có cổ tay, đó, mình có cổ tay là 17, thế nên là anh em sẽ cân đối cổ tay của chúng ta để sở hữu được chiếc Gentleman này về tay. Phần chỉ của dây thì sẽ được thiết kế theo dạng là phần dây 3 chỉ xen kẽ giữa 2 chỉ phay nhám và 1 chỉ phay bóng, rất là tuyệt vời, cũng như là tạo được cái đường nét khỏe khoắn cho chiếc Gentleman này. Với size mặt là size 40mm thì chúng ta sẽ có các chi tiết bên trong được thiết kế rất là khỏe khoắn và rất là lớn và rất là dễ nhìn cho anh em. Chúng ta sẽ có bộ kim là bộ kim mũi kiếm và các cọc vạch. Đó, ở trên mỗi cái phần kim cũng như là phần cọc thì sẽ được trang bị một cái lớp dạ quang, phần lume để anh em chúng ta được theo dõi chi tiết về giờ được rõ hơn trong cái điều kiện ánh sáng hơi yếu một chút. Ở đây thì đèn hơi lớn, đèn ánh sáng hơi lớn, thế nên là chúng ta sẽ không nhìn rõ. Dòng chữ Tissot 1853 được đặt ở góc 12 giờ và ở góc 6 giờ đây chúng ta sẽ có dòng chữ là Pogomatic 80 và Silicium Scribet. Ở góc 3 giờ anh em chúng ta sẽ có một cái ô lịch ngày, cùng với đó là một cái thiết kế trục hoành và trục tung khá là đặc biệt cũng như là rất là đẹp cho anh em, một cái thiết kế phá cách rất là điệu đà. Chúng ta sẽ có cái phần dial được thiết kế theo dạng là trải tia sunburst anh em nhé. Mặt kính được trang bị là mặt kính sapphire nguyên khối chống xước và phần thân vỏ thì sẽ được phay nhám xung quanh. Ở trên bề mặt của núm thì vẫn là một cái thiết kế của thương hiệu Tissot được dập nổi ở trên bề mặt của núm. Chúng ta sẽ có một cái bộ máy của sản phẩm được trang bị ở đây là bộ máy Pogomatic 80 và được trang bị là 26 chân kính. Như em có thể thấy ở trên quả văng thì chúng ta sẽ có dòng chữ là silicone by Balenci, đó, spring và được trang bị là 25 chân kính. Trước này thì sẽ có cái thời gian chữ cốt là lên đến 80 tiếng, cùng với đó là cái độ kháng nước là lên đến 13. Anh em có thể thấy dòng chữ ở trên quả văng thì chúng ta sẽ biết được thêm một cái thông tin là cái bộ Balenci thì sẽ được trang bị là được thiết kế là từ silicone, đó. Một cái chất liệu để kháng từ, và chính vì cái độ kháng từ đó thì sẽ đem lại cái độ chính xác cũng như là cái size số của chiếc Gentleman này sẽ thấp hơn so với lại những chiếc Tissot với cái bộ máy thường như bộ máy Pogomatic 80 hay là bộ máy Automatic. Đó, như anh em có thể thấy và chiêm ngưỡng được cái bộ máy cũng như là cái tính năng của bộ Balenci được trang bị trong chiếc Gentleman này. Và chiếc Gentleman này của bên mình với tình trạng là hàng đã qua sử dụng thì bên mình đang bán ra với một mức giá rất là tốt cho anh em. Anh em chỉ cần bỏ ra là 12 triệu đồng thì chúng ta có thể sở hữu được về tay rồi. Và rất là tốt, tiết kiệm cho anh em khá là nhiều khi mà anh em chúng ta mua chính hãng sách tay new
thì cũng phải đang quanh từ 17 triệu trở lên. Còn hàng store thì anh em không bàn đến về giá. Giá ở trên store thì khá là cao. Đó, chúng ta sẽ không bàn tới. Mà chúng ta sẽ chỉ so sánh hàng sách tay chính hãng 100% và bao check toàn quốc cho anh em. Anh em có thể tiết kiệm được khá là nhiều khi mà chúng ta sở hữu được về tay. Đó, chiếc này bên mình thì vừa mới về thôi. Và giá thành thì bên mình vẫn sẽ du di cho anh em và ra lọc cho anh em để chúng ta mua bán may mắn hơn. Và để anh em sở hữu được những sản phẩm như này thì anh em đừng quên để lại các thông tin trong phần bình luận cũng như là kết bạn qua Zalo, qua số điện thoại mà mình đã để ở góc màn hình để chúng ta cùng nhau trao đổi về những cái sản phẩm mà anh em đang có quan tâm. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Hẹn anh em tại các video tiếp theo kênh đồng hồ chính hãng Catwatch. Và đừng quên nhấp vào nút đăng ký màu đỏ nằm bên phải màn hình để chúng ta nhận được những cái thông báo mới nhất về các video review về sản phẩm đồng hồ chính hãng của bên đồng hồ chính hãng Catwatch. Và hiện tại thì cũng đã đến dịp lễ Tết sắp tới rồi, bên mình cũng đang cần thanh lý cũng như là cơ cấu lại những cái sản phẩm có sẵn tại cửa hàng và không ngừng cơ cấu những cái sản phẩm mới và với chất lượng tốt nhất, giá thành tốt nhất đến tay người dùng. Đó, thì anh em đừng quên nhấn vào nút đăng ký và theo dõi kênh đồng hồ chính hãng Catwatch nhé. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Hẹn anh em tại các video tiếp theo kênh đồng hồ chính hãng Catwatch. Và xin chào anh em, chúc em có một ngày mới làm việc thật là hiệu quả.